mua mấy con cá nục cái về làm món nha. Dạ. Tôm nhã luôn á. Ôi. Ừ, éo ánh luôn, hiểu rồi. Cá nục ngáp luôn à. Thôi nó còn nó mới tông bạch bạch luôn á. Thở luôn à. Thở luôn. Ồ. Này Vũ hấp nè, hấp kiểu gì đây Vũ? Hấp cá nục hấp củ hành không à. Trời nguyên con luôn nè. Củ hành tím. Con cá này ăn cái đầu ngon nè. Con này mà kho tiêu ăn ngon cực kỳ nha. Mời đem nha. Cuốn bánh tráng rồi muốn mê luôn nha. Cá này sốc cà luôn. Cầu ưng. Chiên sốt cà chua. Chiên sốt cà chua quay bà luôn. Đà Nẵng có món đặc sản là cá nục nướng với bạc, cuốn bánh tráng dưa rau muống này. Ừ. Đặc sản hả? Đúng rồi. Nó hợp với nhau à. Đó, xin ra là đó, mình cuốn để quyền cho nhiều cả nhà. Đó. Cuốn. Quyền con luôn nha. Cá nục hấp. Ăn sao? Có bụng trưa trưa nào làm cuốn đúng bài luôn. Vũ em đổ nắp nhạc nha. Em chấm vô. Chấm ngập vô mấy mực luôn. Mấy mực này cắt nhỏ ra. Cho làm nhiều vậy, làm nhiều một tô luôn dữ à. Đây con. Để dành ăn cơm luôn à. Để dành cơm. Đây, mình gác này mình bỏ nguyên con nè. Vũ hấp nhạc là đâu gia vị phải không? Bỏ lên mình vậy một chút xíu thôi. Để cho mình để mình chấm mém mà. Có đây là viên con nó mới ngon nha anh em. Ừ, ngon. Ăn cái đầu á. Là viên con luôn. Đó, giờ nè. Ừ, mà cuốn nè, bỏ đầy đủ em, cuốn bài bản không? Dễ rồi, thấy chưa? Đúng bài luôn. Có bánh tráng nướng, bánh có nọc ăn rau muống rồi phải có bánh tráng nướng nữa. À, bánh tráng nướng bỏ đi luôn. Bỏ vô cuốn nguyên khúc này nè. Cuốn. Ai làm mực ngon lắm. Mình đó bạn. Chuẩn á, có thơm bèm nè, cá kiểu này có xả có gừng vô cho ngon cho thơm. Đây nha anh em, đó. Dạ, vô cho mới đã. Muốn giòn giòn ngon kìa. Bỏ thêm ấy vô ngon toàn à. Bỏ bánh tráng nó cuốn rồi ngon á. Tráng giòn giòn mới lạ. Đúng bà. Ừ. Thôi tôi đi biển xuống làm hai cái. Cuốn ăn cuốn con à. Ăn đó. Hồi trước tôi đi biển tôi cuốn có có ngừ mua u, con tầm nem sáu ký á. Cuốn bánh tráng bị lớn phải không? Như cái mình không á. Con cá này thích ăn hấp chỗ này ăn cái hành nè, cái hành gia vị nó chứ ăn cái đầu nữa. Hành cái hành gia vị luôn. Nãy bắt nem sao ông dỗ mà không có cái củ vậy. Củ gì? Dỗ cái lá không vậy? Cái gì? Củ hành. Dưỡng ấy mà. Dưỡng cái củ mà. Củ cái nước nè. Cái nước này tràn cơm nè. Ý là luôn các bạn ơi. Nguyên con luôn cho nó khí thế. Đã. Đây, mình vớt cái củ hành nè. Cuốn ớt ra cho vậy mới ngon. Sao nó hợp với rau muống vậy ta? Ngon. Tôi xin ra dành cho nhà mà. Đây con cá này gọi là cá nục gì đây? Cá nục hấp, nục suông à? Nục hấp. Đây nục gai. Cá nục suông. Ừ. Gai bự rồi. Nục gai là mình nó bầu hơn con đây, còn con đây nó suông được. Là gọi có nục suông. Ăn đúng cái bụng nó ngon kìa ta. Đúng rồi, béo béo đúng không? Cá nục suông ngon hơn cá nục trong mà các em. Mà các. Nè, em ơi, nhiều ít. Vừa đủ không? Đâu. Anh em cứ ghép ghém vô. Hấp cứ gia vị nhàn nhàn thôi. Đó là ăn. Ừ. Mấy mực của nhà nghe anh em. Tỷ lệ đó là 6 cái mực 1 cái muối mới ra tác phẩm nghệ thuật được. Đây nha. Anh em cứ mắm độc đây cứ gém đây. Đó. Ừ. Mắm độc đây tượng có nọc đây nha anh em. Muối có nọc à. Anh em qua biển á. Cá nhiều dư quá. Thế là cứ muối trong canh nha anh em. Xong rồi mình lọc cái xác cá đi, còn nước nè. Ngon quá. Anh em muốn đặt thì anh em cứ vào. Nhân tiền mắm nhĩ nè. Mắm độc nè. Và đặc biệt đó là siêu phẩm mắm mực nha. Muối nhạt của anh em mình nha, hữu ăn lỡ cỡ nè. Đó. Anh em mới vào gió hàng, chốt đơn rạc rạc. IP trực tiếp cho anh em mình. Đồ quận tím anh em ơi. Ui trời. Đi bà. Mình làm một lần gần hái thủ luôn anh em. Tím mà mình làm một phát nó giòn làm rồi. Gần hái thủ luôn. Ngon. Làm mà lấy một thủ đầy mà làm bao nhiêu á, còn bao nhiêu à? Trời ơi, vô mình làm nhiều anh em à. Mình ăn nhiều. Để dành cho ăn cơm luôn không? Ăn cơm luôn. Cho ăn có lấy cà rô gà nước này. Chấm luôn, tao tím trong đỉnh luôn. Thôi thì ba chỉ. Tao tím thơm không? Thơm. Mời em nha. Tím mai đỉnh. Trời ơi, cắn được tím nữa em. Hứ chịu nấu. Nước rồi. Ây bà, hết bà luôn em ơi. Đó, mình hết. Đó, dắt luôn, viên con vô. Có bự, canh nhỏ là mình eo luôn xương. Mà em ơi. Bự là mình phải chỉ ra dài. Đó. Thấy không xếp? Chỉ ra. Bỏ lên. Mắc xương luôn. Cái xương sống để lại nè. Đó là bà. Ê. Cái này luôn. Đúng, cái xương nó dục, còn cái khúc đây đây anh ba. Bây giờ quốc luôn mình này. Sẽ biểu diễn cho anh em cái màn đó là nuốt nước kiếm nuốt da là bình thường, bây giờ mình sẽ nuốt cái xương cá này nha. Nhưng mà mình sẽ nuốt theo chiều ngược nha các bạn. Mày em lọt cái bụng. Còn thả vô được. Không. Nước nuốt là nuốt là nuốt chiều xuôi nhưng mà giật ra là giật ra ngược. Là ở trong đó luôn, giật ra được luôn. Thằng như lưỡi câu vậy. Đã luôn. Ăn gia vị.
có vụ hấp ngon á. Ngon chứ vậy? Lâu ăn lại món này ngon ghê chứ vậy? Cứ nộp đề món, con món này có cách đây chắc mấy chục năm mà. Ừ. Mấy bà bán cá gánh gánh dạo dạo, ai mua cá không cái là bụp. Hồi đó có bà Hai Nhu á. Ừ. Ủa cái gì gánh, từ bà Hai gánh lên mình mà. Ê, dẫn cho mấy mực chấm chỗ này đúng bà ghê không? Bà chưa. Ồ. Nếu con đục mà nhỏ nhỏ con tè nó cháy ngon lắm. Đúng. Cháy không đỉnh. Ừ, cái này nó cháy vẫn ngon mà. Hai to. Dễ rồi luôn. Dễ quyền con nghe, em mới đã. Đúng thì mình tráng hết bên tráng rồi. Ừ.